Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chia sẻ cách làm bánh kẹp lá dứa. Thơm, ngon, giòn, rụm. Một loại bánh ai cũng có thể làm được với công thức rõ ràng. Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Gói bột, hôm nay mình làm món gì đây? Trước khi mình chia sẻ nói cái món này đó, đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Khi mình pha những cái loại bột mà mình nướng bánh ăn, ví dụ như là bánh bò hấp cũng như là bánh kẹp nướng, thì mình phải để cho cái bột nó nghỉ. Đặc biệt là bánh bò hấp đó, mình phải để qua đêm thì cái bột nó ngon nè, rồi nó nở rất là nhiều. Hôm khác rồi mình chia sẻ. Còn bánh kẹp đó thì mình chỉ pha hết tất cả rồi mình để cho nó nghỉ khoảng nửa tiếng là mình đã có bánh kẹp ăn rồi. Trong cái món này nó hả, bảo đảm luôn, mấy đứa nhỏ rất là thích, bạn bè cũng thích, rất là nhanh. Trong thời gian mọi người ăn uống trò chuyện thì cứ lấy bột ra mà để làm. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách làm bánh kẹp như thế nào. Để chia sẻ một món bánh cho cuối tuần, các em nhỏ, người lớn, nếu như mà mình muốn làm cái món bánh này đó thì rất là đơn giản. Mình có thể tìm hết tất cả nguyên liệu ở chợ Việt Nam. Nói đến bánh nướng thì cái bột rất là quan trọng, cũng như là bột nổi. Với cách mà mình chia sẻ rất là rõ ràng, mình sẽ nói từ từ chậm chậm để cho mọi người thấy được cái bột nào, cái đường nào, cũng như tất cả nguyên liệu nào để cho mình tìm mua. Khi mình làm những món bánh nướng cũng như là bánh hấp, cái đường rất là quan trọng. Một loại đường mà mình đã dùng rất là nhiều năm, khi mình nấu những món ăn nó không có quá ngọt. Còn những loại đường mà mình dùng ở ngoài chợ đó, nó ngọt lắm. Một loại đường đó là baking happiness. Mình sẽ để ở trên màn ảnh cho mọi người xem để mà đi mua. Còn nói về bột á, có hai loại. Một loại đó là all purpose, không có gì hết. Còn một loại là gold medal all purpose. Như vậy thì cái loại bột nào mà mình thường dùng để mà làm bánh đó là gold medal. Loại bột này nè, mình làm những món như là bánh mì, mình có thể làm bánh mì cho vào cái oven nướng. Hôm khác rồi mình chia sẻ cái bánh mì ăn rất là ngon, xốp. Và mình cũng có thể làm cái bột á, mình cho vào cái tủ đá, mình chỉ cần lấy ra để cho nó nở rồi mình nướng, đơn giản lắm. Nhưng hôm nay mình nói về bánh kẹp. Đây là tất cả những nguyên liệu mình cần phải có, đơn giản lắm. Bây giờ trước nhất là mình sẽ nói về nguyên liệu mình cần, đó là bột all purpose flour, gold medal, đường, một cái loại gọi là baking happiness, muối thì mình dùng một loại muối gọi là sea salt hoặc là muối hồng, bột cornstarch là bột bắp. Bột nổi có rất là nhiều hiệu. Hai cái hiệu này mình có thể tìm ở các chợ Mỹ đều có, như là Dr. Oetker baking powder hoặc là baking original. Hai loại này loại nào cũng được. Còn nếu như mình đi chợ Việt Nam thì mình có thể mua IHA hoặc là ASA. Dùng bao nhiêu thì một chút mình chia sẻ. Nước coconut milk hoặc là coconut cream. Thường thì mình thích dùng coconut milk hơn bởi vì không có quá béo. Trứng gà thì mình luôn luôn dùng là trứng gà nâu. Butter, nói đến cái butter để mình làm bánh, chẳng hạn như bánh su kem mình cũng đã chia sẻ qua rồi, hay những cái loại bánh mà mình muốn làm khi mà mình làm nó nở đẹp, nó không có bị sập cái bánh đó, thì đây là một loại bơ mà mình dùng, đó là blue banette. Khi mình làm nhiều món bánh ha, mình dùng cái butter này nè, ngon lắm nha. Cho nên đây là một loại mà cô chú và các chị nên để ý. Còn nói về cái mùi vị mình cho vào trong cái bánh nướng, bất cứ cái mùi vị gì mình thích. Thường á, thì Việt Nam mình thích lá dứa. Mình có thể mua trong những cái hũ, trong những cái gói, hoặc là lá dứa tươi ở trong tủ đá cũng như ở ngoài chỗ hàng rau. Cách dùng thì tùy theo, khi mình cho vào đó thì cho từ từ thôi, đừng cho nhiều quá thì sẽ bị đắng. Hơn nữa cái màu nó quá đậm thì không còn là ngon nữa. Còn đo lường thì lúc nào mình cũng sẽ dùng những cái cup, những cái muỗng, một teaspoon, một tablespoon. Khi mình đo lường rất là đơn giản, không cần phải để lên cái bàn mình căng để mà mình đo lường, hay là
dùng cái ao hay cái gram, bởi vì công thức của mình á nói đến thì mọi người sẽ làm được. Còn nếu mà mình phải đem ra trên cái cân rồi mình đo, mình lừa, mình múc ra, mình múc vô, thì như vậy đó mọi người sẽ không có muốn làm đâu. Với công thức của mình lúc nào cũng là như vậy. Bây giờ với công thức này mình sẽ làm như thế nào? Cho hết tất cả vào trong một cái tô, mình quậy cho thật là đều, mình lượt qua một lần để cho tất cả bột nó mịn. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái khuôn mình nướng. Đơn giản lắm, nhanh lắm, gọn lắm. Nhưng một điều là lúc nào cũng vậy, khi mình pha bột để mà mình làm những cái bánh mà nướng đó, đặc biệt là cái bánh kẹp lá dứa này, thì mình phải để cho cái bột nó nghỉ, hay bất cứ loại bánh gì mà mình hấp cũng vậy, để bột nó nghỉ, cũng như bánh xèo, đúng không? Bánh khọt cũng vậy. Đó là những gì mà mình chia sẻ rất là rõ ràng để cho mọi người làm những cái bánh ăn. Nói về nước dừa đó, khi mình đã cho vào để mà mình làm những món ăn đó thì không có để quá lâu được, khoảng đâu là 3 cho tới 5 ngày mà thôi. Khi mình chia sẻ những món ăn thì lúc nào mình cũng sẽ để ở trên màn ảnh với công thức rất là rõ ràng. Mình có thể bấm cái nút trên cái phone cho nó ngừng rồi mình biên xuống, hoặc là trên TV mình cũng vậy, bấm cái nút cho nó ngừng. Khi mà mình đã biên xuống trên cái tờ giấy như thế này nè, mình lấy hết tất cả công thức rồi mình cứ làm. Đơn giản lắm, không phân biệt cái nào vào trước, cái nào vào sau, bởi vì với công thức của mình đó, tất cả đều vô chung với nhau, rồi mình quậy chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đọc trước rồi mình sẽ làm, mình nhắc lại một lần nữa để cho mọi người thấy được cách của mình làm nó đơn giản như thế nào. Mình sẽ cho vào là một lon coconut milk hoặc là coconut cream 400 ml, một quả trứng gà, 1/4 teaspoon panda extract, cho vào luôn là 1/4 cup of purple flour gold medal, 1/4 cup đường baking happiness, 2 tablespoon cornstarch, 1 teaspoon baking powder, hiệu nào cũng được, 2 tablespoon butter blue bonnet. Như vậy là xong rồi, cứ cho hết tất cả vào thì mình sẽ làm được một cái bánh. Bây giờ mình bắt đầu trộn hết tất cả với nhau. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái tô lớn cho vào đây là 1 cup 1/4 all purple flour gold medal, 1/4 cup đường happiness, 1/4 teaspoon muối, 2 tablespoon cornstarch, 1 quả trứng gà. Khi mình dùng trứng gà để làm những món ăn á, nhất là mình làm bánh là dùng trứng gà nâu. 1/4 teaspoon panda extra, mình có thể cho ít hơn hoặc là nhiều hơn. 1 lon coconut milk hoặc là coconut cream 400 ml, 2 tablespoon butter blue bonnet, mình cho vào microwave khoảng 10 second, sau đó mình đánh cho nó tan như thế này. Mình cho vào luôn trong cái tô bột. Như vậy là tất cả đã xong hết rồi, mình chỉ cần quậy lên cho nó đều. Sau khi mình đã quậy bột cho nó đều rồi đó, mình sẽ cho vào đây là 1 teaspoon baking powder. Cái này là phân nửa. Khi mình cho baking powder vào cứ múc bình thường ha, ít quậy cho nó đều như thế này. Nếu mà mình cho nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút cũng không sao đâu, đừng có lo ha. Với công thức của mình là như vậy đó, không cần phải lấy cái gì để mà đo lường, cứ quậy hết cho nó đều. Sau khi mình đã trộn hết tất cả cho nó đều rồi đó, mình để cái bột này nè qua một bên thời gian là nửa tiếng đến một tiếng, rồi mình đổ bánh thì rất là ngon.
mình có thể lược cái bột qua một cái rê, rồi mình dùng những cái tô như thế này nè, khi mà mình chế bột lên á thì nó không có đổ ra ngoài, còn không á thì mình sẽ cần dùng một cái cup để mà mình múc, mình chế vào cái dày hoặc là cái bánh mỏng á, thì tùy theo mình đổ. Đây là cái khuôn mà mình đã mua trên Amazon, không dày không mỏng, mình sẽ để trên màn ảnh cũng như ở với phần mô tả. Cô chú chỉ cần bấm vào đó thì sẽ đổi qua bên Amazon và mình sẽ biết được cái khuôn nào để mình mua, hoặc là mình có thể chọn bất cứ loại khuôn nào. Và bây giờ mình sẽ đợi cho bột nó nở rồi sau đó mình đổ bánh ăn. Thêm một cái thành phần nữa đó, nếu như mà mình muốn cho có cái dừa đó thì mình có thể mua những loại dừa ở trong Đông Đá. Nói về dừa đó thì dừa tươi, dừa non, sợ mỏng, sợ dày thì tùy theo mình. Thường thường đó là mình mua hai loại, một loại đó để mình làm xôi, hoặc là một loại để cho mình làm những món như là chè. Đơn giản lắm, không có khó. Còn nếu như mình không muốn thì đừng cho vào. Em nhỏ thì không có thích ăn dừa, cho nên khi mình làm bánh thì mình làm cho mấy em ăn trước đi, rồi sau đó mình cho dừa vào. Mình có thể làm một cái tô bột gấp 2, gấp 3, gấp 4. Cứ như vậy mình nhân lên thì mình làm đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Và đây là cái khuôn, cái bánh mà mình dùng để làm waffle cũng như là bánh dừa nướng. Bột thì mình cũng đã sẵn sàng để mà mình làm bánh. Khuôn thì lúc nào mình cũng sẽ sẵn sàng, mình cắm điện vào trước, sẽ bật lên cái đèn đỏ. Bên tay phải của mình á, sẽ có cái chữ là ready. Khi mà mình nướng bánh á, thỉnh thoảng thì mình cũng phải coi, chứ nhiều khi mình đợi cho nó ready đó thì có thể cái bánh của mình nó bị khét. Còn cái số á, thì tùy theo mỗi cái máy, từ số 1 tới số 5, trung bình là mình để cái số 2 tới số 3 thôi. Khi mình sẵn sàng làm bánh á, thì lúc nào cũng vậy, mình sẽ dùng bơ. Đây là một loại bơ mà mình cũng đã chia sẻ qua, đó là Blue Bernet. Mình cho vào 1 tablespoon hoặc 2 tablespoon, mình cho vào trong microwave 10 second. Sau đó mình lấy cái cọ, mình quét mặt trên cũng như là mặt dưới. Hoặc là mình mua những cái chai mà xịt á, ở ngoài các tiệm đều có bán để mà làm bánh. Cho nên khi những cái chai đó mình mua, mình phải để ý ha. Bởi vì có hai loại, một loại để làm bánh và một loại để nấu ăn. Mình cứ cho hết mặt trên mặt dưới của cái khuôn rồi. Trước khi mà mình cho bột vào á, lúc nào cũng vậy, mình phải quậy lên cho thật là đều. Làm sao mình biết là mình sẽ cho vào bao nhiêu muỗng? Tùy theo cái khuôn nhỏ cũng như là khuôn lớn. Như là cái này á, mình đã cho vào đây là 2 muỗng rồi. Muỗng này là muỗng thứ 3. Đó. Rồi, như vậy là mình sẽ đẩy lại. Cái khuôn này á là khuôn lớn, cho nên thời gian mình nướng bánh á sẽ lâu hơn. Lúc nào cũng vậy, cái bánh đầu tiên là mình phải thử cái máy của mình. Thời gian là 3 phút, mình mở ra thì mặt ở trên vẫn chưa có đủ vàng, cho nên mình phải lật ngược cái bánh lại thì mặt dưới đã đủ vàng rồi. Mình lật cái bánh như thế này, bánh rất là nở, rất là ngon. Bây giờ mình đậy nắp lại cho nó chín thêm cái mặt ở dưới. Sau vài phút thì bánh đã được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra để trên một cái rổ để cho nó thông hơi thì cái bánh của mình sẽ rất là giòn. Nhìn cái bánh quá là ngon luôn. Rồi, cái bánh thứ hai thì mình cũng làm giống như vậy. Trước nhất là mình phải chét bơ lên trên cái khuôn nè. Mặt trên, mặt dưới đều là mình chét hết. Rồi bây giờ mình cũng vậy ha, mình không dùng muỗng mà mình sẽ chế như thế này. Khi mình cho bột xuống thì mình cho vào chính giữa. Mình thấy ra khỏi cái vòng khoảng là 70%. Như vậy là được rồi. Mình sẽ đóng cái nắp lại. Trước khi mình nướng bánh á, thì mình cần phải có một cái dĩa, một miếng giấy mình để ở dưới. Còn nếu không có cũng không sao, miễn sao mà mình có một cái dĩ để mà khi mình nướng bánh rồi đó, mình để cái bánh lên như thế này nè, thì cái bánh của mình nó bị không có bị cái hơi làm cho cái bánh của mình nó mềm. Mình đợi vài giây để cho bánh nó nguội, rồi lúc bây giờ mình sẽ tách rời ra từng miếng như thế này, rồi mọi người cùng nhau ăn. Với công thức mình chia sẻ làm bánh waffle đó, cái máy này là máy lớn, mình làm được là 3 cái. Còn nếu như mình mua cái loại khuôn mà nó mỏng á, thì mình làm được 5 cái.
Còn cái khuôn nhỏ nữa thì mình có thể làm 6 cái, thì cũng tùy theo cái khuôn mà mình chọn lựa. Tuy nhiên cái khuôn này là cái khuôn lớn, bởi vì cái bánh đó cũng ngon, đủ dày, không mỏng quá. Đây là cách mà lúc nào mình cũng muốn chia sẻ. Bột rất là quan trọng, khi mà mình pha rồi để cho bột nghỉ thời gian nửa tiếng tới một tiếng, mình ăn không hết đó, mình cho vào tủ lạnh. Khi mình lấy ra đó thì mình chỉ cần quậy đều thôi là mình đã đổ bánh được rồi. Đơn giản. Đây là cái bánh thứ hai mình mở ra. Mặt trên hiện bây giờ vẫn chưa có xong, cho nên khi mà mình nướng bánh lúc nào cũng vậy, lâu lâu mình mở ra mình xem. Bởi vì á, cái độ dày của cái bánh mình sẽ không biết được là thời gian là bao lâu. Nếu mình nói là 5 phút, lỡ như là bánh khét thì uổng lắm, cho nên mình nên mở nắp ra. Nếu không được thì mình đậy nắp lại, đơn giản vậy thôi. Đó là một món bánh mà ai cũng muốn ăn, dễ làm, không có khó. Như mình nói từ đầu, đường, bột và bơ là ba loại mà mình nên để ý. Nói về bơ Blue Bonnet đó, nó không phải là bơ 100%. Khi mà mình cho vào cái microwave á, thì mình sẽ thấy được là màng ở trên là bơ, ở dưới giống như là nước. Sự cái loại bơ này nè, mình làm bất cứ loại bánh nào cũng vậy á, nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó nở nhiều hơn, cũng như là bánh supreme là một loại bánh mà mình đã chia sẻ cùng với mọi người, để nướng cái bánh nó phồng lên và rất là giòn, cũng như là mình làm bánh waffle. Khi mà cái bánh thứ hai nó xong rồi mà mình muốn cho dừa vào đó, thì đó là cái bánh mà mình để vào. Đừng có cho dừa vào trong này, nếu như mấy em không ăn được đó, thì rất là uổng. Giờ mình sẽ mở cái bánh thứ hai ra cho mọi người xem, cũng như là cái bánh đầu tiên vậy đó. Lúc nào cái mặt ở dưới đó nó cũng vàng đều hơn là cái mặt ở trên, cho nên mình phải lật ngược trở lại rồi mình đậy nắp lại vài phút nữa là mình sẽ lấy bánh ra được. Đặc biệt là cái máy này lâu lâu nó sẽ kêu tít tít tít, thì mình mở ra mình xem ha. Nhưng mình chỉ nói như thế này, mình nướng bánh là mình phải tự lo, mình phải xem thử coi cái máy nướng bánh mình nó như thế nào. Không phải như cái oven mình đã bật lửa lên rồi thì mình nướng một cái bánh bò mình đợi hết giờ thì mình tắt lửa. Còn những cái bánh nướng như vậy là mình lúc nào cũng phải xem lại cái bánh của mình. Làm bánh waffle rất là dễ, rất là thích luôn. Mỗi khi cháu ngoại muốn ăn là mình chỉ cần lấy bột ra, thời gian mình phải đợi cho bột nổi lúc nào cũng vậy, nửa tiếng, ít nhất là nửa tiếng cho đến một tiếng là mình mới làm bánh được, thì cái bánh mình nó mới nở, mới ngon. Nếu như mà mình muốn cho cái bánh mình nó giòn hơn á, thì mình để lâu một chút. Khi mình đã nướng hết rồi đó mà mình không ăn, thì mình cũng có thể cho vào tủ lạnh. Khi lấy ra, mình cho vào cái máy airfry 375 độ F. Mình dặn cho cái lò nó preheat đi. Khi nó đã nóng rồi, nó kêu bíp bíp bíp, thì mình mới mở cái lò ra, mình tắt lửa. Tắt lửa rồi mình cho bánh này vào trở lại thì cái bánh sẽ giòn, chứ không phải là mình nướng trở lại nha. Đơn giản lắm, mình sẽ nhắc lại, khi mà mình đã làm hết tất cả những cái bánh waffle rồi, mình không ăn, mình sẽ cho vào trong tủ lạnh hoặc là mình gói cho vào tủ đá. Khi mình cần, chỉ cần lấy ra, mình dặn cái máy airfry 375 độ F. Khi cái máy airfry của mình đã nóng và đã sẵn sàng cho cái bánh vào để mình nướng thì mình tắt cái lửa, không có để lửa nữa, bởi vì mình chỉ cần cái hơi nóng để cho cái bánh nó giòn trở lại. Rồi mình cho vào thời gian vài phút thôi thì cái bánh mình nó giòn, giống như lúc đầu mình nướng bánh vậy thôi. Đó là những cái bánh waffle mà người Mỹ họ đã làm sẵn bỏ vào trong tủ đá. Và mình cũng có thể làm giống như vậy để mà ăn. Đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã đón xem video của Hồng mỗi ngày. Nếu như vô tình xem được cái video, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.